khi sư phụ phát tâm xuất ra là cả một cái tâm yêu thương. Sư phụ cảm thấy tất cả chúng sinh, tất cả mọi người đều như ruột thịt với mình và mình phải có trách nhiệm với mọi người. Chúng ta cũng làm lan tỏa giá trị yêu thương cho cả thế giới này. Thế giới này sống trong tình yêu thương thì sẽ rất là phúc lạc, sẽ không có những cái đau khổ, sẽ không có những cái dịch họa như thời gian vừa rồi.